Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng từ 2,8% trong tháng 8 lên 3% trong tháng 9. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2013. Nguyên nhân là dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn tại quốc gia này tăng gần 70%. Các chuyên gia dự báo, lạm phát giá tiêu dùng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tiếp theo khi nguồn cung thịt lợn vẫn bị gián đoạn và giá cả tiếp tục leo thang. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này phản ánh nhu cầu hàng hóa giảm, xu hướng có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của các nhà sản xuất, cũng như gây trì trệ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời làm giảm giá hàng hóa toàn cầu.